Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và đương nhiên rồi, trong rất nhiều câu chuyện được kể ở đây thì chúng ta đôi khi nghĩ rằng là những bi kịch đó, hoặc là những biến cố đó, hoặc là những trải nghiệm đó là chỉ có mình thôi nè, mới bị, mới gặp, chứ còn mình nhìn xung quanh đời mình sao ai cũng phơi phới hết trơn á, ai cũng rất là thảnh thơi, thậm chí là mình có cảm giác như là cả cái thế giới này ai cũng may mắn có một mình á là không có may mắn, bất hạnh. Tuy nhiên, thực sự thì ai cũng có chuyện. Và ngay bây giờ, câu chuyện của tuần này sẽ là câu chuyện của ai? Và đó là chuyện gì? Thì chắc chắn rồi, chỉ khi nào nhân vật lên tiếng chúng ta mới có thể biết được mà thôi. Xin mời quý vị khán giả làm quen với nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ, em chào chị. Em chào quý vị khán giả. Em là Trần Hồ Hà Đan. Em là thí sinh của Miss International Queen Việt Nam 2023. Dạ. 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 Cho nên là mọi người sẽ thấy là khá là quen đây. Nếu như có một cái signature, có một cái hình ảnh đặc biệt từ cái cuộc thi đó, thì em sẽ gợi nhớ mọi người như thế nào về bản thân của mình? Chắc là cái ấn tượng mà mọi người nhớ về em nhất đó là cái hình ảnh một cô gái cạo đi mái tóc của mình, xuất hiện với cái đầu không có tóc. Dạ vâng. Đó được coi như là một cái hình ảnh đặc biệt. Dạ. Vì một cái kịch bản truyền thông hay là vì một cái điều gì đó mà mọi người chưa biết tới? Thì đến với MIQ là một cái duyên. Và điều đặc biệt là trước cuộc thi em cũng không có nghĩ là em sẽ tham gia cuộc thi. Và mặc dù em có cái niềm đam mê cũng như là một cái tình cảm dành cho fan sắc đẹp rất là lớn, tuy nhiên là em nghĩ là một người có thể gọi là không có được chiều cao tiêu chuẩn và cũng không có được một cái ngoại hình chuẩn về beauty queen. Nhưng mà cái thời điểm mà em biết được mẹ em bệnh đó, thì em bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều về cuộc sống. Em suy nghĩ về tương lai, về một tháng, hai tháng tới, rồi suy nghĩ về mình và mẹ như thế nào. Thì em mới quyết định tham gia cuộc thi, bởi vì em suy nghĩ thà một lần mình thử, và nếu như may mắn thì mình sẽ làm cho mẹ mình tự hào, hơn là mình cứ bình và mình biết đâu được là mình lỡ mất đi một cái cơ hội để mà chứng minh bản thân, để cho mẹ cảm thấy tự hào về mình. Thế thì cái gắn bó giữa mình với gia đình là một cái gắn bó, nếu như tự mô tả thì em sẽ mô tả như thế nào mà nó đặc biệt hơn cả những thành viên còn lại? Chắc chắn là cái tình cảm mà em dành đặc biệt nhất là dành cho mẹ. Bởi vì từ nhỏ mẹ là người đồng hành cùng với em trong những cái quyết định quan trọng, hoặc là trong cuộc sống hàng ngày của em, tất cả mọi thứ đều có mẹ bên cạnh. Và ngay cả khi em lên Bạc Liêu học hay là em phải rời quê để lên Sài Gòn học, thì em cũng có mẹ đồng hành xuyên suốt. Ví dụ như là hàng ngày mẹ luôn gọi em, hôm nay ăn cái gì, hôm nay làm cái gì, có mệt không, thì tất cả mọi thứ mẹ đều quan tâm em. Em Hùng, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Thế thì cái điều gì mà nó rất là đặc biệt để rồi em thấy rằng là mẹ được coi là một cái chỗ nương tựa về mặt tinh thần quá lớn đối với em như vậy? Để chia sẻ về mẹ, mà em nghĩ là mẹ không có làm gì lớn lao cho em, và em cũng trong cuộc sống của em luôn, em không có cần ai phải làm gì lớn lao cho em, mà chỉ cần đơn giản là những cái cử chỉ, những cái hành động quan tâm em là em cảm thấy là có cảm xúc với người đó. Và đặc biệt là mẹ, mẹ thấu hiểu em, và em, mẹ cho em cái cảm giác là rất là an toàn khi mà em chia sẻ câu chuyện của mình, cũng như là cái bất cứ thứ gì ngày hôm đó là em, ví dụ như là chuyện này chuyện kia có thể là mình sẽ giấu đi, nhưng mà không, đối với mẹ thì em luôn luôn chia sẻ, và hai mẹ con có thể nói là như là hai người bạn vậy đó. Điều này có nghĩa là mẹ luôn phát cho em một cái tín hiệu rất là an toàn. Mẹ có phải là cái người mà đã giúp cho mình cảm thấy tự tin và mình yên tâm rằng mình luôn được chấp nhận không? Dạ có. Là mẹ có thể là chắc chắn là sẽ có sự tác động của bên nội bên ngoại, hoặc là những cái tác động xung quanh, tuy nhiên mẹ chưa bao giờ nói với em. Mẹ chưa bao giờ là gán chơi vài năm đi rồi sau này lấy vợ, mẹ không hề nói chơi là... bời gì chuyện này trời đi đêm chơi bời gì đấy, hoặc là kiểu như là mẹ sẽ không kiểu nói là đi đứng cho đàng hoàng rồi ăn mặc cho đàng hoàng, ta cười rồi đó, là mẹ không chia sẻ với người đó. Mẹ lúc nào mẹ cũng an ủi và động viên em là mình làm cái gì miễn không ảnh hưởng đến ai, và cũng như là mình cứ sống tốt với bản thân của mình trước thì nó sẽ không có gây phạm pháp, cũng như là nó sẽ không gây một điều gì ảnh hưởng tới bất kỳ ai hết, là tốt lắm rồi. Thương mẹ, tại mình biết là mẹ phải giống như cái tấm khiên vậy đó. Dạ đúng. Mẹ chặn hết những cái lời ong tiếng ve, những cái mũi dùi dư luận với ba, thì mẹ có phải cố gắng để bảo vệ em trước mặt ba hay không? Dạ, em nghĩ là không. Tại vì cả ba và mẹ thì hai người đều, nếu mà dùng từ ủng hộ thì em nghĩ là không đúng, nhưng mà cho là chấp nhận. Dạ, chấp nhận cái giới tính của em, cũng như là chấp nhận con người của em, và cho em phát triển một cách tự nhiên nhất. Thế tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình quý cái gia đình này, mình phải nghĩ là mình phải làm tốt.
tốt đến cái mức mà vốn mình không có nghĩ là mình sẽ chơi lớn đến mức là mình đi thi là Miss International Queen. Dạ. Mà đi luôn. Dạ. Trời ơi, em có bị áp lực nhiều không? Thời điểm mà em phát hiện mẹ bệnh cũng như là trong cái quá trình mà điều trị bệnh của mẹ em thì em luôn đồng hành với mẹ. Và đặc biệt là trong cuộc thi thì đôi khi em bị lo lắng. Dạ, em là một người hay suy nghĩ và hay lo lắm. Hay lo về tương lai này kia lắm. Ông vợ trinh kinh hả? Dạ, đúng rồi. Em cảm nhận như là mình như vậy á. Cho nên là ngày hôm nay được trò chuyện với chị em rất là vui luôn. Bởi vì em lo hơn á. Em rất là vui luôn bởi vì em nghĩ là những cái điều em chia sẻ là chị sẽ hiểu được em chia sẻ. Và đến với cuộc thi thì em lo cho mẹ với quê. Và điều đặc biệt nữa là lo về kinh tế. Dạ, tại vì em không phải là kiếm quá nhiều tiền trong cái thời điểm mà trước khi thi, mà là em tích góp. Em đi làm rất là nhiều, từ năm cấp 3 hoặc là lên đại học thì em cũng đi làm. Em không có giống kiểu là suy nghĩ là đắn đo công việc, mà công việc gì miễn là kiếm ra tiền, nó không phạm pháp, nó không ảnh hưởng đến ai, mà mình dùng tay chân của mình làm ra tiền thì em đều làm hết. Em không sợ nặng nhọc gì hết. Thì cái khoản tiền đó là em dành để mà gom góp hết để mà đi thi. Đó, thay vì là lấy số tiền đó là điều trị bệnh hàng tháng của mẹ, thì em lấy phần nửa ra để em đi thi, còn phần nửa thì điều trị cho mẹ. Thì lúc đó em có một cái suy nghĩ là chết rồi, thi xong mà lỡ không được cái gì thì biết sao giờ. Lúc đó là mình trắng tay đó, em có một cái mối lo như thế. Cho nên là em vừa suy nghĩ như vậy thì em phải giật cái tinh thần của mình là không được, thi xong rồi là phải đi làm liền. Thi xong rồi là em kết nối với những mối quan hệ, thì em tìm kiếm công việc cho mình. Ngay cả thời điểm hiện tại thì em làm rất là nhiều công việc, và cũng như là em cố gắng sức trẻ của mình ở hiện tại là em không có giống kiểu như là em không có chê công việc gì hết. Rồi dừng chỗ này cho chị 5 giây để mình nói về cái lý do chỗ này nè. Tức là mình có một cái cục tiền mình để dành. Dạ. Do cái lao động của mình trước đó. Dạ. Cái bỗng dưng cái thì thôi, sinh lão bệnh tử ở đời đâu có biết được. Thì mẹ đến cái đoạn đó là bệnh để lão đó, thì ai cũng bệnh mà, cái mẹ đổ bệnh. Thì thông thường các bạn sẽ hay bị băn khoăn vậy nè. Đó là gom hết cái cục tiền này lo trị bệnh cho mẹ. Yeah. Để cho nó gọi là cho nó thỏa cái lòng hiếu đạo. Yeah. Trong khi đó cái cơ hội của một cái cuộc thi, yeah, mình có thể thử sức. Yeah. Nó lại mở ra và nó cũng mang tính thời điểm thôi. Yeah, muốn thi nữa thì phải năm sau, hoặc thậm chí là đôi khi có những cái biến động mà không biết chừng nào mới được thi nữa. Yeah. Rồi. Vậy thì bây giờ làm sao giữa hai cái sự kiện như thế này? Thì thường các bạn rất là băn khoăn. Yeah. Thường các bạn trẻ thường rất là băn khoăn trước những cái sự kiện lớn như vậy. Thế thì tại thời điểm đó, khi mà em chốt hạ là một nửa đem ra trị bệnh cho mẹ, yeah, một nửa mình đầu tư cho cuộc thi, thì lúc đó em đã nghĩ cái gì để em làm cái điều đó mà em cảm thấy là đó là giải pháp mà mình chọn, thì để em yên, tại vì em overthinking nữa mà, em nghĩ nhiều. Vậy thì cuối cùng khi em chọn cái giải pháp như vậy thì em đã chốt lại bằng cái suy nghĩ gì để em chọn cái phương án đó? Đơn giản của em là thi MAQ không có tiền cũng có tiếng. Dạ, thì lấy cái tiếng tâm đó của mình và mình thể hiện hết sức bản thân của mình. Và đặc biệt em là một người là cái gì người ta không tin mình làm được thì mình phải làm bằng được. Tức là mình hiểu rất rõ cái động cơ của mình. Dạ đúng rồi. Và em cũng xác định rõ là đến đây vì điều gì. Em không cần chiến thắng với bất kỳ ai hết. Và em đến cuộc thi là em cũng thể hiện những gì mình có, những cái gì mà mình suy nghĩ ra, mình cứ chân thành nhất có thể thì mình làm hết khả năng của mình và may mắn sẽ tự nhiên đến với mình. Và cuối cùng là em cũng có được cái giải thưởng mà em cảm thấy mình rất là trân quý nó. Dạ. Yeah. Cái giải của cái năm đấy mình có là cái giải... Dạ, người đẹp truyền cảm hứng. Dạ, quá cảm hứng hả? Bởi vì cái cuộc thi thì em có... Khi mà vào top rồi thì em quyết định là em chi tiền để mà đầu tư. Thì em biết được là cuộc thi sẽ ghi hình bao lâu, và cái khoản tiền của em để dành cho mẹ là mình điều trị trong bao lâu. Thì em cân đo đong đếm hai bên và chắc chắn là nó sẽ có rủi ro, và chắc chắn là sẽ có một sự hao hụt. Tuy nhiên là trong thời điểm đó sẽ có những người giúp đỡ em, những người bạn của em giúp đỡ em cái thời điểm đó, và em rất là mang ơn vì cái điều đó. Có nghĩa là ở đây không phải là một cái sự ham muốn cá nhân. Yeah. Mà mình đã ngồi mình trải ra. Yeah. Mình tính rất là chi tiết. Yeah. À, bao nhiêu, trong bao lâu, khoảng nào, khả năng gọi là khủng hoảng đó là cái, yeah, gì, giải pháp mà nếu khủng hoảng xảy ra là cái gì. Yeah. Và đặc biệt đó là mình đi thi là vì mình biết mình mang lại cái niềm vui gì cho mẹ. Yeah. Có nghĩa là mình cũng không có ích kỷ, không, yeah, có vì cá nhân ở đây. Thế thì trong cái lúc mình đi thi, hồi nãy em có nói một cái câu mà chị cảm thấy là nó khá thú vị. Đó là không có được tiền thì cũng có được tiếng. Yeah. Không có được cái danh thì cái việc mà mình vang dội trong suốt một cái khoảng thời gian dài của cuộc thi nó cũng đến. Thế thì điều này nó có là nguyên nhân của hình ảnh một cái thí sinh mà không có tóc. Yeah.
Có nghĩa là nó có nằm trong cái sự tính toán về việc xây dựng hình ảnh của em không? Về tóc thì nó sẽ không có nằm trong sự tính toán của em. Nhưng rõ ràng theo chị nhớ lúc đó mọi người cũng hồ nghi. Dạ. Mọi người cũng đặt ra câu hỏi và mọi người cũng có thể gọi là tấn công đó. Dạ. Ừ, về cái hình ảnh đấy. Dạ. Thế thì thực ra nó là cái gì? Chia sẻ thật thì cái câu mà em nói là không có tiền cũng có tiếng là bởi vì có thể thấy ở thời điểm hiện tại hoặc là những cái năm trước thì mọi người sẽ thấy được những cái hình ảnh mà một người biết người đẹp đang. Dạ, biết người Hà Đan, hoặc là một người đẹp phải là cao, phải trắng, phải có tóc dài thước tha. Nhưng em đến đây vì là chắc chắn là cuộc sống này không có thể nào mà có quá nhiều người hoàn hảo, mà sẽ có người là có một cái cơ thể không cao, họ có thể là không đẹp, họ có thể là tóc họ không có dài, hoặc là họ có một cái khuyết điểm nào đó. Tuy nhiên họ dám đứng đây, họ dám tự tin chia sẻ câu chuyện của mình, thì đó là một cái thông điệp và cũng như là cái một sự truyền cảm hứng mà em tin chắc rằng sẽ không có nhiều người thì chắc chắn cũng 10 người hoặc là 100 người. Quá trời biểu đạt hoa hậu rồi, quá trời biểu đạt thi ứng xử rồi. Up crowd lên liền bây giờ nè. Hoặc là 100 người cũng sẽ đồng cảm được với em và họ sẽ không còn gục ghè nữa. Bởi vì có thể thấy là có nhiều người sẽ bị body shaming hoặc là mọi người sẽ bị tự ti về ngoại hình của mình. Bởi vì em là người đã từng trải, cho nên là em hiểu cảm giác đó, cho nên em rất là thương. Cho nên là khi mà em đưa cái hình ảnh mình lên là một phần em muốn truyền tải cái thông điệp của mình. Là bạn không có lỗi, đúng không? Dạ, đúng. Do body không có lỗi, nó như vậy, cơ thể của bạn nó như vậy. Dạ. Em phá vỡ mọi quy chuẩn về cái đẹp. Rồi, như vậy thì đầu không có tóc cũng nằm trong cái chiến lược đó. Dạ không, tại vì em thêm một cái nữa là em rất là trọng lời hứa. Và đặc biệt là lời hứa giữa con người với con người á. Em hứa với ai? Em hứa đó là em không với họ. Dạ, dạ đúng rồi. Tại vì khi mà em rất là tin vào nhân quả, thì khi mà mẹ em bệnh là em lập tức là em đi chùa. Dạ, em rất là thường xuyên đi chùa. Thì em có khấn là nếu như cái bệnh tình em không có khấn là hết 100%, nhưng mà nếu như mà bệnh tình của mẹ lần tiếp theo đi tái khám mà nó có tiến chuyển thì em sẽ cạo đi mái tóc của mình. Bởi vì một câu em phải nhắc lại đó là mái tóc mất đi có thể mọc lại, còn mẹ thì không bao giờ. Mái tóc mất đi có thể mọc lại, còn mẹ thì không bao giờ. Cho nên là ngay cái hôm mà mẹ đi khám và bệnh của mẹ bác sĩ nói là sẽ có tiến triển và cũng như là sẽ có phương pháp điều trị cho phù hợp, thì chiều ngày hôm đó là em đã đi cạo. Là lúc đó là đang trong cuộc thi hay chuẩn bị? Dạ, đi chuẩn thi. Bị đi thi. Em lúc đó là em không có suy nghĩ là về hình ảnh là phải đẹp đẹp như thế nào hoặc là tóc ta như thế nào, mà em quan trọng là cái lời hứa hiện tại, là em đã hứa rồi là và đã có kết quả rồi thì em phải làm. Và mình đã nguyện ngay từ đầu, mình đã có tâm thế là mình đi thi bằng cơ thể của mình mà. Dạ đúng rồi. Thầy nói như thế nào mình đi thi như thế đấy. Dạ đúng rồi. Vừa cái tự nhiên cái có một cái hình ảnh như thế xuất hiện trong cuộc thi. Dạ. Thế thì lúc đó em phản ứng như thế nào với những cái bình phẩm, với những cái lời của mọi người khi mà mọi người cho rằng cái mái tóc đấy là nó nằm trong chiến lược truyền thông của em? Có thể là em không quan tâm. Dạ. Bởi vì cuộc sống của mình và đặc biệt là những cái điều ý nghĩa bên trong bản thân của mình đã nguyện cho mẹ của mình, thì tại sao mình phải phân vân và mình phải bận tâm về những cái điều tiêu cực, trong khi cuộc sống mình đã quá nhiều tiêu cực rồi mà mình lại nạp cho mình sự tiêu cực nữa. Thì thời điểm đó là em không quan tâm quá nhiều. À, thế thì mẹ có biết cái việc em đi thi trong một cái nhân dáng như vậy không? Dạ không. Mẹ không biết mình đi dạ, thi đúng rồi. Đến khi nào mẹ mới biết em đi thi? Đến khi chương trình phát sóng. Em rủ mẹ coi hay vô tình là mẹ coi? Dạ, tại vì cái dưới quê em á thì mọi người cũng dần dần sẽ tìm hiểu mạng xã hội, nhất là TikTok đó. Thì cái câu nói của em là khi mà em nói với giám khảo á, vô tình nó lên xu hướng viral luôn. Viral xong là dưới quê anh biết hết. Rồi em nói cái gì mà cả quê người ta biết nè, coi có báo thủ không ở đây nè. Đó là em nói là mái tóc mất đi có thể mọc lại, còn mẹ thì mất rồi sẽ không. Trời ơi, thầy nói cả làng vỗ tay đó. Con bà gì, mẹ quê với mấy? Con bà bảy. Trời ơi, cũng là bà bảy đó. Trời ơi, người lúc đó là mẹ mới biết. Mẹ biết là vì mẹ coi hay một ai đó chạy qua đưa cho mẹ coi? Dạ, mẹ biết gì cháu của em đưa cho mẹ coi. À, dạ. Tụi nó nói sao? Nói nè nè, Út Đoan, tại vì em thích tên thật quá là Út, tên là Đoan. Dạ, nói là Út Đoan lên hình được. Rồi, xong rồi mẹ coi. Cảm xúc đầu tiên của mẹ em là mẹ em khóc. Dạ. Xúc động quá. Dạ. Em rất là giống mẹ rất là nhiều luôn, là rất là dễ khóc. Mẹ cũng vậy luôn, hầu như là 6 tập thi là tập nào mẹ cũng khóc hết. Tập nhất là cái tập em bị loại là mẹ còn khóc dữ hơn nữa. Tại sao loại nhau? Tại sao loại con của mẹ? Với lại là em rất là sợ nghèo. Cái thời điểm mà cấp 2 của em thì em đã từng làm rất là nhiều công việc, và khi mà em với mẹ đi nhặt ve chai hoặc là đi làm những công việc có thể là
nhưng mà em vẫn rất là tự hào về bản thân của mình trong thời điểm đó. Và bây giờ em cũng như vậy, em sẵn sàng em chia sẻ bởi vì đó là sự thật, đó là những cái đồng tiền mà em làm ra. Thì có một ngày là em mẹ bất lực, mẹ không có tiền để mà tiền ăn cơm hàng ngày, thì bắt đầu là em chở mẹ đi mượn tiền. Thì lúc qua đò là chỉ có 2.000 thôi, mẹ cũng không có tiền trả nữa. Xong chiều ngày hôm đó em thấy cái hình ảnh mẹ ngồi mẹ khóc, mà cái cảm giác mà một người khóc mà bất lực không có biết làm gì tiếp theo á, em thấy nó bị kinh khủng với em. Cho nên là em tự hứa với bản thân của mình, và đó là một cái hình ảnh cũng như là những cái hình ảnh về quá khứ của em, là em bắt đầu là dặn với bản thân của mình là phải luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực và làm việc. Vì sao mình lại không nói một cái câu ái ngữ, một cái câu yêu thương cho phụ huynh? Cái gì cản trở em đang? Cái mà cản trở em, tại vì em quan trọng cái việc làm của mình hơn là lời nói. Ví dụ như em đã hứa với ai rồi thì em phải làm cái điều đó. Có thể là những cái gì mà bên trong của em á, em sợ bị cái cảm giác hụt hẳn lắm. Tại vì cuộc sống của em chưa bao giờ mà cho em có một ai cho em cái cảm giác là chắc chắn cả. Cho nên em luôn chắc chắn mọi thứ. Dạ, đúng trước rồi. Và đến ngay cả cái việc là nói một lời yêu thương cái mình cũng không dám chắc để mình nói. Dạ, đúng rồi. Thực ra mình nói lời yêu thương chứ mình đâu có hứa là mình thương họ rồi mình cho họ cái gì đâu. Đôi khi mọi người nghĩ là nó sến hoặc là nó thảo mai, nhưng mà chị nghĩ là nhu cầu của con người á, trong một cái quan hệ tình cảm, tất cả chúng ta đều muốn được nghe những cái lời yêu thương một cách gọi là một cách rõ ràng, rành mạch. Cho nên là các ví dụ như, và chỗ này là chị thấy hơi bất nhẫn cho phụ huynh nè. Ví dụ khi mà các bạn yêu một ai đó thì các bạn rất là dễ dàng để đi củng cố cái niềm tin cho đối phương là anh yêu em hoặc là em yêu anh. Hoặc là chúng ta đề nghị ai đó nói với mình cái câu đó. Nhưng mà con yêu ba mẹ, hoặc ngược lại ba mẹ yêu con, nó lại là một cái câu được sử dụng một cách rất là hà tiện luôn. Biết chữ hà tiện ở quê mình hay xài không? Xài một cách rất là hà tiện, rất là keo kiệt, rất là rón rén. Vì sao cơ chứ? Đúng không? Chị không biết điều này nó có đúng hay không, nhưng mà sau cái câu chuyện của em á, chị có cảm giác là cái ám ảnh đói nghèo của em á, nó là cái ám ảnh mà không phải là vì em nghĩ cho em, mà em nghĩ cho mẹ luôn á. Nghĩa là cái ám ảnh đói nghèo đó nó đến từ một cái hình ảnh mà mình được ghi nhận trong quá khứ là mẹ đã bị bất lực, mẹ bị túng bấn, mẹ bất lực. Và nó ghim vào trong nhận thức của mình một cái hình ảnh, một cái mong muốn quyết liệt là mình phải đủ đầy. Mình phải đủ đầy để cái hình ảnh của người phụ nữ này nó không bao giờ được lặp lại như vậy một lần nữa. Là mẹ không khổ như vậy nữa, mẹ không đói như vậy nữa. Tức là em nghĩ luôn, cái ám ảnh đó là cái ám ảnh mà muốn được mẹ được giải thoát, chứ không phải là mình. Mạnh dạn nói một cách rõ ràng, một cái câu yêu thương, một cái tâm tình mà mình dành cho ba mẹ. Tại vì em có làm những điều đó cho ba mẹ, chứ không có nghĩa là em chỉ nói suông. Tiền em có để dành, chăm lo vật chất em có chăm lo, phụng sự về mặt sức khỏe em có phụng sự. Vậy thì bây giờ thêm một lời nói nữa để mình đẹp cho nguyên một bộ. Thì nó cần nó đang. Cảm ơn em ngày hôm nay đã có mặt ở đây với một cái câu chuyện mà nó rất đúng với cái hình ảnh em đã được mọi người trao cho cái danh hiệu đó là người đẹp truyền cảm hứng. Cái cảm hứng này nó không có gì xa lạ trong đời sống tinh thần của chúng ta hết. Cái cảm hứng về tình yêu thương, cái cảm hứng về việc đón nhận những người thân trong gia đình, cái cảm hứng mà ở đây có một nhân vật được nhắc tới mặc dù không xuất hiện là ba mẹ của em, đặc biệt là mẹ. Cái cảm hứng về cái câu chuyện đó là hãy cứ đón nhận con mình. Từ đó tự khắc con mình sẽ có những cái hồi đáp mà nó nằm đúng trong cái kỳ vọng của tất cả những người làm cha mẹ, đó là sự hiếu đạo, đó là sự trách nhiệm, đó là sự tự lập. Chỉ cần đứa trẻ cảm thấy được rằng là mình an toàn ngay trong chính gia đình của mình thì tự khắc những cái trái ngọt này nó sẽ có để phụ huynh có thể thu hoạch. Và có cả sự cảm hứng về sự cần cù, về sự vượt khó ở đây nữa. Và chị thích nhất là cái tinh thần đó là mình phải yêu chính mình phải đón nhận chính bản thân của mình. Và từ cái việc đón nhận đó thì mình làm cho nó mỗi ngày đẹp hơn một chút, lung linh hơn một chút, thì điều đó đã làm cuộc sống có ý nghĩa rồi. Bởi vì về căn bản thì ngoài chúng ta ra không ai làm cái điều đó giùm cho chúng ta cả. Cảm ơn Hà Đen rất nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và y như rằng ai ngồi đây cũng có chuyện. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình tuần này đã hết rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Chào Nguyễn Thị Tú, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Hiện tại em đang làm quản lý nhà hàng. Quản lý nhà hàng ở Đắk Lắk. Dạ, rồi, mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm em nha. Dạ, điểm mạnh của em là giao tiếp tốt. Còn về điểm yếu là em không không thích nói chuyện với những người gọi là lạ quá. Rồi, sở trường của chị là gì? Tài lẻ của chị là gì chị?
sở trường của em là nấu ăn ạ. Và tài lệ của em là có chơi thể thao. Tại chị chơi được môn gì, nấu ăn thì chị nấu được những món nào? Những món cơ bản và những đặc cụ cho nhà hàng em đều nấu được ạ. Còn về thể thao thì em thích chơi điền kinh và bóng chuyền. Chị có ca hát gì được không chị? Dạ em có. Chị có thể ca xíu không? Để mình thử giọng nè. Với lại độ tự tin của mình như thế nào nè. Dạ được ạ. Alo chị ơi, mình có nghe em nói không? Mình có thể hát được xíu nào không chị? Để thể hiện tài năng của mình nè. Dạ được ạ. Rồi em mời chị hát ha. Dạ vâng ạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Rồi, cảm ơn chị, hát hay quá nè. Tình trường của chị sao rồi chị? Mình có mấy mối tình rồi hay là mình có cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ em đã ly hôn được 14 năm ạ. Chị sinh năm mấy chị? Dạ em sinh năm 1989 ạ. Rồi mình nói về cuộc hôn nhân của mình ha. Em kết hôn được hơn 1 năm thì em ly hôn, và từ đấy đến giờ thì em không có ý định quen ai hết. Cho đến bây giờ hiện tại thì em đang sống với cô nhà em được 13 tuổi. Lý do gì sao mình lại đổ vỡ cuộc hôn nhân đó? Là lý do là vì nếu mà em thì em nghĩ là do hết duyên rồi. Hết duyên, ok, nhưng mà mình có thể cụ thể hơn một xíu không? Cụ thể là hai vợ chồng có vấn đề gì xảy ra, chứ mà nói thì hết duyên thì nó cũng phải có vấn đề thì nó mới dẫn đến cái việc ly hôn. Trong mối quan hệ đấy thì có người thứ ba. Là mình phát hiện ra luôn. Mình có bắt ghen đại trận không hay sao? Dạ, người đấy là bạn thân của em ạ. Rồi, sau đó là mình biết là mình ly hôn liền luôn hả? Dạ. Hay về có cãi cọ gì không? Dạ không chị. Em chia tay trong em đẹp, không thù không hận ạ. Rồi 13 năm qua thì là có chu cấp gì để nuôi con không, hay là một mình tự trả nuôi con? Em mới cho cháu đứng về họ của cả ba và mẹ được hơn 2 năm. Còn trước là em tên ba của cháu em để trống, và mẹ đứng ở con chính tên của mẹ. Rồi thì bây giờ mình mong muốn trong 13 năm qua là cũng chẳng có quen ai luôn. Là mình khép lòng lại mình lại luôn. Vậy thì lý do gì mình tham gia chương trình? Do gia đình thúc ép hay sao? Dạ không ạ, em thấy thứ nhất là vì bạn con trai của em cũng đã lớn rồi. Thứ hai nữa là em thấy bạn em ở trong Sài Gòn cũng có kết nối được một bạn ở gần khu vực ở Sài Gòn, và bạn em nói là cũng phù hợp để tham gia, nên em cũng muốn tham gia. Rồi thì bây giờ mong muốn của mình như thế nào? Về mẫu người đàn ông, về ngoại hình, về khu vực vùng miền. Về khu vực vùng miền thì em không quan trọng. Nhưng mà cái ngoại hình thì ưa nhìn một chút. Và khả năng thì bạn có công việc ổn định. Đây, bây giờ mình cụ thể xíu ha. Không quan trọng là mình cũng có thể đi được. Ví dụ như mình về là mình làm dâu này kia được đúng không? Dạ được ạ. Rồi về ngoại hình ưa nhìn xíu là như thế nào? Ví dụ mình mô tả đi, ngoại hình ra làm sao, cao thấp mập ốm. Ví dụ như là ngoại hình của em thì em 50 kg, cao 1 m, khoảng tầm em cao 1 m 62, thì nam cũng phải cao từ 1 m 68 trở lên. Rồi về công việc ổn định thì như thế nào? Mình có công việc cụ thể không? Chứ ổn định ở đây thì họ không biết chưa. Nói chung là ở bên đó có thể là người đối phương của em có thể là người buôn bán kinh doanh tự do, hoặc là một công việc gì đấy. Nói chung là về cái thu nhập của họ ổn định là được. Ổn định đối với bạn là khoảng bao nhiêu một tháng?
thì là ổn định. Nếu như mà nó thu nhập ổn định thì trung bình với hiện tại bây giờ thì với cái mức lương của em với bạn thì nếu như mà để đổi tranh thì em không biết, nhưng mà để phù hợp thì em nghĩ là mức lương ổn định là để từ 10 triệu trở lên là ổn định. Với em là như vậy là ổn định. Rồi. Là miễn sao mà con thu nhập 10 triệu trở lên là ok thôi. Chứ chị cũng không có yêu cầu là anh đó phải làm ngành nghề gì đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi mình có những cái mong muốn gì nữa không chị? Tại vì nếu như vậy thì em nghĩ là xung quanh chị chỉ còn xinh đẹp quá trời nè, thì tất nhiên là cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi chứ. Nhưng mà em cảm thấy ví dụ môi trường của em, công việc của em thì tiếp xúc rất là nhiều, nhưng mà em không muốn những cái mối quan hệ nó rõ ràng, chứ không có thích những mối quan hệ là không rõ ràng. Tại vì nói chuyện với em rất là khó nói. Nên là với em thích một mối quan hệ thực chất là nếu mà độc thân, người đó độc thân thì em phải không lựa chọn. Tại vì họ sẽ không phải là người từng trải với mình. Em muốn một người cùng cảnh với mình và họ hiểu được cái nghề nghiệp và cái công việc của mình hiện tại. Tại vì em là nghề dịch vụ, tức có nghĩa là cũng có thể là đứng với khách, ngồi với khách hay tất cả mọi vấn đề. Em là quản lý thì em phải trải qua những cái va chạm đấy. Và em muốn được một người hiểu với em và đồng hành cùng em trong cái môi trường công việc của em, dù là ở Đắk Lắk hay ở bất cứ điểm nào. Rồi, mình nói rồi thì chương trình cũng ghi nhận hết những thông tin của bạn ở đây. Mình còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không. Rồi thì nếu như mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại để mình sắp xếp công việc ở trên Đắk Lắk, mình xuống đây mình ghi hình giùm ha. Dạ vâng ạ. Rồi cảm ơn bạn. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ấy chị, mình có thể thoát cuộc gọi được rồi ạ. Chương trình cảm ơn chị ạ. Cảm ơn, chào chị ạ. Giới thiệu về bản thân giùm em ha, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nè. Em là Ngô Thị Thu Huyền. Em quê ở Hà Nam, Ý ạ. Cho em xin lỗi, em hỏi chị xíu, tại vì chương trình của em là ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh á. Thì là hả, chị có thể vô đây được không chị? Dạ, nếu sắp xếp để em, chị xin trình báo trước em để em sắp xếp về công việc ấy. Là sẽ báo trước chị bao trong vòng bao lâu? Chắc là tầm báo trước cho em, vì nếu ấy không, vì em không biết nữa chứ chị. Chị báo trước cho em tầm một tuần chẳng hạn. Tầm một tuần. Một tuần là vô được. Rồi, chị là chị tên gì? Em chưa có nghe rõ á. Em là Ngô Thị Thu Huyền ạ. Ngô Thị Thu Huyền. Chị Huyền, chị làm cái gì chị? Em giờ em làm tự do thôi, công việc tự do ở nhà, với cả em quản lý chút sinh viên đi làm lao động thời vụ ấy ạ. Làm việc tự do, cụ thể là quản lý sinh viên làm thời vụ cho các công ty á hả? Đúng rồi ạ. Rồi thu nhập của chị hàng tháng thì là khoảng bao nhiêu chị? Chắc là tầm sắp xỉ là tầm trên dưới chục triệu chị. Là hiện tại là chị đang ở Hà Nam luôn hả? Em ở Hà Nam luôn. Rồi chị nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu, tình trường của mình đi chị. Này em chẳng biết nói kiểu gì. Ví dụ như thế nào chị cứ nói em xem nào. Thì điểm mạnh của chị là gì? Chị là con người như thế nào? Những cái điểm mạnh trong bản thân chị thì chị nói ra chứ sao em biết chị mạnh của chị là gì mà em nói thì chị nghe được. Ý mà nói chung... chị có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, ví dụ chị tính cách của chị ra làm sao, những cái nào ví dụ như những cái sở trường của chị là cái gì, chị có thể là ca hát, có thể nấu ăn, có thể là múa rồi có thể chơi đàn, thì tùy theo mọi người thôi ạ. Chắc là sở trường của em thì chắc là thích nấu ăn thôi, ca hát thì chắc là em không rồi, còn đâu cái của em thì em lại thích là mình không thích là giả tạo ấy, không thích, mình thích sống độc lập tự lập này. Rồi còn điểm yếu của chị là cái gì? Mình có thể ca hát gì được không? Em bảo em chỉ thích nấu ăn thôi, còn đâu ca hát chắc là chắc là được khó chị. Ca hát thì hả? Em thấy em không biết sao nhưng mà sống nó chập chờn lắm, em không có nghe rõ chị nói á. Không nghe thấy ạ. Em vẫn nghe thấy nhưng mà nó cứ chập, sống nó cứ chập chờn á. Đâu em mạng wifi rồi, em wifi em nó căng mà. Rồi giờ chị nói về điểm yếu của chị đi. Nói chung là hay mũi dế mũi nồng, hay rơi nước mắt.
Rồi chỉ có vậy thôi hả? Vâng. Có tật xấu gì không? Có nóng tính, có kỹ tính, có khó tính gì không? Nói chung là tật xấu của em thì em thích thẳng thắn này, mình không thích lòng vòng nọ kia. Cái gì không nên không phải là mình cứ nói xong là xong, không để bụng. Ừ. Em không biết nịnh nọt này. Nói chung là về độ khéo thì chắc là mà lịch nọt chắc là em lấy lòng thì chắc là em không. Ủa chị Huyền, nãy chị nói chị sinh năm mấy chị Huyền? Em sinh năm 1990. Dạ, rồi. À, chị là chị lập gia đình chưa chị, hay là chị độc thân từ xưa tới giờ? Em lập gia đình rồi, em đã ly hôn được chục năm nay rồi. Ừ. Rồi chị kể về cuộc hôn nhân của mình ha. Mình quen nhau rồi cưới nhau năm mấy, rồi có con cái gì không? Rồi lý do vì sao anh chị ở với nhau cả 10 cả bao nhiêu năm thì là ly hôn? Nói chung là em lấy chồng em từ năm 2009. Cuối đầu năm 2009 em lấy cưới, giờ lấy chồng thì cuối năm 2009 em có con. Cháu hai gái chị? Cháu, em được hai cháu gái. Ừ. Đang ở với mẹ luôn hay sao chị? Hai cháu ở với em. Ừ. Là cháu lớn là nay nhiêu, là 209. Còn cháu nhỏ? Cháu nhỏ năm nay của em là năm nay 2011. Ừ. Vâng. Dạ. Rồi giờ hai cháu là ở với mẹ, mẹ nuôi ăn học hết. Vâng. Rồi, hai anh chị là ở với nhau bao lâu? Mình kể về cái cuộc hôn nhân của mình đi. Em đứa lớn thì em ở với nhau được tầm 9 tháng. Em sinh cháu lớn được 9 tháng thì vợ chồng em cũng đã chuẩn bị ly hôn đấy. Vì làm sao, không phải vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Chồng em thì nói chung là cũng hiền này nọ kia, nhưng nói chung là không có lập ấy. Nghe mẹ và mẹ chồng em ý là lúc đấy là bắt em là về quê. Hai vợ chồng em sống Quảng Ninh. Thế là bắt em về quê làm công ty, xong hai vợ chồng làm được lương bao nhiêu bà quản lý em không nghe. Thế là bà bắt con trai viết đơn bỏ vợ, thế là chồng em cũng làm theo. Thế sau khi là chồng em dọn đi chỗ khác ở thì về sau mẹ con em chuyển về nhà bà ngoại ở. Ở được tầm gần một tháng thì là chồng em lại cảm thấy có lỗi, xong về xin lỗi ông bà ngoại đón mẹ con em ra. Thì em nghĩ là giữa hai vợ chồng không cãi nhau, không đánh nhau, chửi nhau gì, không có cái gì đấy thì chắc là chỉ già bộc bột nghe mẹ, xong là làm như vậy thôi. Thì em lại quay lại sinh sống với cả em. Sống chồng em được tầm 5 năm thì lại xảy ra như một lần nữa như thế, thế là thôi em buông. Ừ, nhưng mà là chị ly hôn là năm mấy? Em ly hôn năm đấy là cháu... Hả? Chồng lắm em không nghe được gì. Ly hôn năm thứ hai thì em được 5 tuổi đó. Em không hình dung rõ là 1. 5 tuổi là 2016 đó. 16 vâng. Ừ, rồi từ 2016 đến nay 2024 là 8, 10 mấy năm rồi. Thì hỏi chị với lại chị với anh có lập gia đình mới không, hay là chị cũng bỏ ở vậy nuôi con? Em ở vậy, còn chồng em thì lấy vợ, bỏ nhau được 3 tháng chồng em lấy vợ rồi. Rồi là giờ là hai đứa con chị nuôi luôn. Tới bây giờ là chị, trong cái khoảng thời gian mười mấy năm qua thì chị có tìm hiểu thêm ai không? 8 năm qua chứ. Cũng khó lắm chị ạ, vì làm sao bây giờ mình hai đứa con ấy. Cho nên em sợ, vì sao em phải lên chương trình như này, vì để mình có thể tìm hiểu nhờ chương trình giúp em tìm một người nào đó phù hợp với mình, có thể thương mình, yêu mình, và yêu mình rồi yêu con mình nữa. Em thấy trường hợp của em nên em không dám mở lòng, vì làm sao mình hai con. Ủa chứ không, ở ngoài anh không, chị không có ai theo đuổi chị hết á hả? Theo đuổi, nhưng em thấy thì nhiều trường hợp nó không khả thi, nhiều khi là không khả thi ở gì. Ví dụ như chị có thể cụ thể hơn không? Ví dụ như cũng tìm hiểu một cái anh đó mấy tháng rồi, không hiểu là không hiểu nhau ở những điểm gì á chị? Không, em vì sao em tư tưởng của em ngay lúc đầu em phải tìm hiểu, lúc đầu chỉ là bạn và nói chuyện để cho mình bất buồn nọ kia thôi. Còn nếu cảm thấy nói chuyện hợp, nhưng mà cảm thấy mình nói chuyện làm bạn không hợp chứ chưa đến mức độ là yêu. Nhưng mà ở những cái người đó, cái gì mà không hợp với chị, mình cụ thể giúp em đi. Cái gì mà chị thấy cảm thấy là không phù hợp với chị? Đại loại là người ta, mình nói chuyện, khi là bạn thì nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng nếu mà để mình bước sang hơn một tí thì người ta gần như là, em cảm thấy là người ta không thể nào mà lo cho con mình được ấy. Ừ. Vậy thì một người đàn ông như thế nào có thể lo được cho con chị? Lo ở đây là lo về kinh tế hay lo gì chị? Mình cụ thể, nói chuyện cụ thể giùm em với. Nói chung là nếu mà như kinh tế thì đơn giản như bây giờ em đang làm tháng chục triệu, hơn chục triệu, thì
em vẫn lo được hai cho hai con đúng không? Em không quan trọng là phải là giàu sang lắm, tại vì mình cũng có là mình cái của trường hợp mình cũng làm sao mà mình có thể trèo cao mà là đòi hỏi là cao sang được đúng không chị? Nhưng mà làm sao người ta phải biết thương yêu, biết chia sẻ với mình, biết đồng cảm cùng mình, lo lắng cho con mình như con người ta. Ví dụ như anh đó ảnh ly hôn, anh đang nuôi con thì về ở chung với lại mẹ con nhà chị được không? Cũng như hoàn cảnh như chị luôn, gà trống nuôi con luôn. Cái đấy thì em lại sợ. Ví dụ là chị tìm cho em trường hợp nào, ví dụ em không cần phải đẹp trai hay là cũng trẻ quá, vì làm sao đẹp trai rồi trẻ quá thì cũng khó hiểu mình ấy. Thì chị cần một người đàn ông như thế nào về ngoại hình, độ tuổi, tính cách, chị cụ thể giùm em đi. Độ tuổi, tính cách thì nói chung cái đấy em bảo rồi, em không cần trẻ quá. Ví dụ là cứ trẻ của chị là bao nhiêu, ví dụ như chị cũng phải cho em cái độ tuổi là từ 90 trở lên tới tám mấy hay sao mà gọi là trẻ. Em đâu có biết chị trẻ là như thế nào đâu, nhỏ tuổi hơn chị là trẻ hay sao? Ý là nhỏ tuổi hơn em là trẻ. Vậy là vậy là 90 đổ lên rồi. Vâng. Là ly hôn đang nuôi con là chị cũng không chịu. Vậy là ly hôn thôi, không nuôi con thì ok đúng không? Vâng, đại loại là bây giờ của chị ạ, về chồng, con anh, con tôi, con chúng ta ở chung nhà, một nhà nó nhiều lúc nó sẽ rất phức tạp. Vì sao? Nếu mà bênh chồng thì con mình khổ và thiệt thòi. Mà bênh con thì đương nhiên một bên về chồng, một bên về con, bên hiếu, bên tình nó rất mệt mỏi chị. Vậy thì cái anh đó đang ly hôn thì không nuôi con thì phù hợp với chị hơn. Rồi, quê quán thì sao chị? Công việc thì sao? Công việc thì chị xem chương trình thì xem công hề việc như nào thì phù hợp với em thì chương trình sắp xếp cho em vậy. Không, cái này là mong muốn của mọi người chứ sao mà cứ kêu chương trình được. Chương trình đâu có biết mong muốn của chị đâu, mất công mà lỡ như là em cũng tìm một cái anh. Ví dụ như ảnh cũng làm công nhân hay nhân viên gì đó, lương tháng cũng mười mấy triệu như chị, lỡ đâu chị không chịu, chị thích anh làm ví dụ như kỹ sư ha, bác sĩ hay cái gì sao. Mình đâu có thể là chương trình nó có biết được cái yêu cầu của chị, nên là mình cụ thể giùm em trong chương trình hôm nay luôn. Muốn có một người nào đó công việc ổn định. Công việc ổn định ấy chị. Ổn định của chị là như thế nào? Ví dụ người ta làm nhân viên văn phòng, hay là ví dụ nhân tài xế được không? Hoặc là ví dụ người ta có xe người ta cho mướn được không? Mình ổn định là ổn định như thế nào và cụ thể giùm em nha. Ví dụ là công việc của nhà nước ấy chị. Ổn định. Ví dụ như tài xế kia lông bông lúc nữa nọ lúc kia ấy. Đối với chị đó chưa? Mình cũng phải cụ thể nha. Ví dụ như người ta làm nhà nước, người ta làm cái gì đó. Chứ mà bây giờ chị nói là còn tài xế. Có nhiều anh tài xế lương tháng hai mấy ba chục triệu, người ta cũng nuôi sắp vợ con người ta phà phà. Đâu có phải là công việc đó là công việc không ổn định đâu. Cái này là em binh anh mấy anh tài xế cái nè. À, đó là mình cũng phải cụ thể. Bây giờ em mới kêu chị là liệt kê ra những cái ngành nghề mà chị thích đó, hoặc là những cái người đó như thế nào. Chứ mà chị nói chung chung vậy sao tụi em tìm được ha. Rồi làm nhà nước rồi gì nữa? Tại vì em cũng đâu biết là trên chương trình của mình có những ai không, chị cứ yêu cầu. Em không, cái ở đây chỉ là cái buổi cắt tiên, chị cứ yêu cầu những cái gì mà chị mong muốn, còn chương trình có đáp ứng được cho chị hay không thì là chương trình cũng sẽ xem xét lại. Đây chỉ là buổi cắt tiên để xem chị ăn nói như thế nào, có thể là vào chương trình hay nữa, vào vòng 2 của chương trình nữa hay không á chị. Nên là mình cứ cụ thể chủ động mình chia sẻ giùm chương trình, chứ bây giờ mình hỏi quật ngược lại chương trình cũng đâu có đáp ứng được rồi trả lời cho chị đâu nha. Vâng, thì có thể là một người kinh doanh, có nghề nghiệp kinh doanh tự do cũng như em cũng được, hoặc là một người làm công việc nhà nước lương tháng ổn định. Rồi. Vâng. Chị còn yêu cầu gì nữa không ạ? Dạ thế thôi. Nói chung là tính cách thì chị có thể xem cho em là ví dụ là người ít rượu chè. Rồi về vậy là ở ngoài miền Bắc hay là đi chị đi đâu cũng được? Có thể tìm cho em miền Bắc sẽ là hợp lý hơn, vì làm sao bây giờ miền Nam còn hẹn hò thì rất khó hiểu nhau hơn ý. Rồi em ghi nhỏ ở đây ha. Thì đây chỉ là buổi cắt tiên đầu tiên thôi. Nếu như mà chị được lọt vào vòng 2 của chương trình bạn muốn hẹn hò thì bên chương trình sẽ bắt lại với chị nha. Cảm ơn chị. Dạ vâng, em chào chị. Dạ buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Chị có thể thoát cuộc gọi được rồi á chị. Dạ chương trình cảm ơn chị.